Welcome back to our channel. Bữa nay mẹ Mai với Tí có một món ăn là món bún bò Huế ăn tối nay. Rồi ở bên đây là thịt. Các bạn ơi, thì hôm nay thì Linh hôm nay Linh đi làm về trễ đó, thì bây giờ cũng đã 8 giờ mấy gần 9 giờ rồi, cho nên Linh không có nấu. Thì ở trong nhà nấu bún bò Huế thì Linh chỉ về ăn thôi. Để trễ quá, với lại nấu bún bò Huế thì nó cũng hơi mất thời gian nhiều á. Cho nên là Linh cũng bận ở chỗ làm á, cho nên là không có thời gian để nấu. Thì hôm nay Linh với Tí, Tiên với lại Mai em sẽ ăn bún bò Huế nha các bạn. Thì Linh xin mời tất cả các bạn cùng ăn với gia đình của Linh nha. Thì hôm nay là có không có rau muống, chỉ có cái này kêu cái gì quên rồi ta. Chuối. Bắp chuối. Giỏi nha. Bắp chuối với tất cả các loại rau thơm. Thì bên đây Linh cũng có cái gì đó. Có đuôi bò rồi, cái này Linh cũng không biết kêu là cái gì nữa nè. Cái này nè. Linh cũng không biết kêu nó bằng cái gì nữa. Rồi có chả, rồi có gân bò với lại sắp bò. Thì Linh mời tất cả các bạn cùng ăn với gia đình của Linh tối nay nha. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Để ăn rồi, đói bụng quá rồi. Tại vì bây giờ gần 9 giờ rồi. Thường thường Mai cũng không có ăn. Tí mời bạn chưa? Lâu lâu Mai ăn bún bò Huế. Tí thì Tí ăn tí thích cộng bún này nè, nó bự lắm. Yeah. Cho tất cả các bạn cùng coi cái cộng bún của Tí nha. Tí thích ăn bún bự. Đó, cộng nó bự gì nè. Rồi. Ăn on you. Nhớ bỏ nhìn vô. Mai thích ăn nhiều chanh lắm. Mai thích bỏ rau vô. Chua. Yes. Bỏ tất cả các loại rau vô. Ngon. Đói bụng. I like onion. Nhanh. Có cái meat. Chứ nó thích nặng đôi bò ha. Yeah. Đó. Đó. Chứ mà các bạn chưa. Yeah. Cái ăn chả. Cái rau nè. Cái ăn gì đổ đầy hết vậy Tí? Ôi. Oh. Sorry. Cái này có sả trong này, nó cần sả. Đó, có gân vô. Bên này cũng có gân nữa nè. Cái gò với gân bò. Mời các bạn nha. Đói quá. Mời các bạn nha. Các bạn. Mời các bạn ăn. Bỏ mắm vô nha. Bỏ mắm vô nữa. Bọc xíu mắm. Rồi mình có cái ớt này cũng là ớt tươi luôn nha tất cả mọi người. Cái này là ớt tươi xong rồi bỏ vô máy xay á. Bữa má nó mình cho nè. Wait, what's spicy? Hmm? This one. Oh. Is it good taste? Yeah. Mm. Mm. Như là đi làm về nó bụng á, giờ tối mà. Chín giờ tối rồi đó, sáng nữa ăn có một lần thôi, ăn một lần rồi ở chỗ làm mất, giờ về ăn nữa.
Được, ăn ngon. I'm eating the noodles, sucking up the soup at the same time. Cái này bỏ cái bún bò Huế này bỏ chút xíu mắm vô ăn nó ngon, nó thơm. Vừa ăn với miếng chanh ớt rồi. Thôi. Có mấy cái màu nào nó thấy giống như canh chua. Ngon không? Mà ớt vô ăn cay lắm. Ngon. Nước có mùi màu khác không? Không. Let me taste yours. Mới đi làm về nó hơi mệt chút xíu mọi người ơi. Ăn xong rồi giờ nó đuối rồi. Không có nấu nướng gì hết nhưng mà ăn xong rồi đuối rồi. Linh biết cái này kêu là cái gì nữa mọi người ơi. Cái cục này nhìn nó ngon lắm. Mà không cái kêu nó kêu bằng cái gì. Cái này có đuôi bò nè, chả nè. Cái này em biết là sắc bò đó. Cái này là gân bò nè. Cái sắc bò bỏ màu gì vô cho cái thịt vậy? Hả? Nó mi nêm cái gì mà cái thịt màu cái vậy? Nè, cái thịt này bỏ vô hầm thôi. Thôi sao đi. Bỏ vô cúc. Không có nêm gì hết hả? Nó chỉ vậy thôi hả? Ừ, cái màu nước muốn mà quay bỏ ra, cái bỏ xả rồi vô hầm thôi. Bữa nay mì đâu có nấu không? Ở nhà nấu. Gần. Ăn hết tô rồi. Ăn hết tô xong rồi giờ mệt. Làm biến. Ăn xong mọi người làm biến. Oh my god. That was a big burp. Yeah, I'm done.
I'm full. You want more? I'm so full. I'm actually full to the max. Ăn xong mà còn cục xương còn quay. Thì mà, mọi người ơi, cái video của Linh với Tí với mấy em tới đây kết thúc rồi. Thì Linh xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Thì bây giờ cũng đã gần mấy giờ rồi con? Chắc 9 giờ hơn rồi. Chắc giờ này cũng hơn 9 giờ rồi. Thì Linh chào tạm biệt tất cả các bạn để cho Tí đi ngủ, mai Tí đi học á. Thì Linh chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ, có một giấc ngủ ngon nha. Rồi Tí với mấy em chào tất cả mọi người đi con. Chào các bạn, thank you for watching our video. Okay, thank you everyone for watching our video. Guys, Tí muốn nói cuối. If you like the video, like, comment, subscribe and follow our Facebook page in the description below. Nếu mà các bạn muốn coi mẹ Tí với Mai ăn cái món nào hay là muốn coi mẹ Mai Tí làm cái gì đó thì các bạn nhớ comment ở dưới để cho gia đình của Mai biết các bạn muốn coi gì nha. Rồi có gì Linh Tí với Mai sẽ làm cho tất cả các bạn cùng coi. Linh chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye, bye.